từ sự kiện Ukraine nhìn lại quá khứ đen tối của NATO, thất bại đàm phán về cuộc khủng hoảng Kosovo tại Rambolis và Paris tháng 2 tháng 3 năm 1999. Ngày 24 tháng 3 năm 1999, Tổng thư ký NATO Javier Sonana đã ra lệnh hành động quân sự chống lại Nam Tư bất chấp sự can ngăn của Liên Hợp Quốc. NATO bắt đầu chiến dịch ném bom Nam Tư trong suốt 78 ngày, cướp đi hàng ngàn mạng người dân vô tội. Viện cớ ngăn chặn bất ổn lan rộng tại Kosovo. Đây cũng là lần đầu tiên NATO sử dụng lực lượng quân sự mà không cần sự chấp thuận của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và chống lại một quốc gia có chủ quyền, không đặt ra mối đe dọa thực sự nào với bất kỳ thành viên nào trong liên minh. 19 nước thành viên của NATO đã tham gia ở nhiều mức độ khác nhau trong chiến dịch quân sự chống lại Cộng hòa Liên bang Nam Tư, Serbia và Montenegro. Kể từ năm 1992, Liên bang Xô Viết tan rã, Liên minh quân sự khối Warsaw không còn, NATO có thể làm bất cứ điều gì họ muốn dưới các hình thức can thiệp nhân đạo, chiến tranh chống khủng bố, chiến tranh phòng ngừa. Từ ngày 24 tháng 3 đến ngày 10 tháng 6 năm 1999, khối NATO do Mỹ cầm đầu đã tiến hành chiến dịch không kích Nam Tư với lý do bảo vệ nhân quyền chống thanh trừng sắc tộc, bảo vệ người Albany chống lại sự diệt chủng của người Serbia và Nam Tư. Sau cuộc chiến, tổng thống Slobodan Milosevic bị chúng đưa ra tòa án hình sự quốc tế về Nam Tư ở La Hay xét xử về tội diệt chủng, nhưng tòa chưa kịp tuyên án thì ông đã qua đời trong tù vào năm 2006. 10 năm sau, tòa án La Hay đã âm thầm xác nhận sự vô tội của ông. Milosevic trong cáo buộc tội ác chống lại loài người, thừa nhận sự thật là nhà lãnh đạo Serbia đã chết oan uổng trong một nhà tù của Liên Hợp Quốc. Còn đất nước Serbia oan mình gánh chịu những hậu quả thảm khốc. Cuộc không kích của NATO ở năm Tư đã phá hủy hơn 300 trường học, thư viện và 20 bệnh viện. Ít nhất 40.000 ngôi nhà đã bị phá hủy hoặc hư hỏng nặng. 90 di tích lịch sử và kiến trúc bị đổ nát chưa kể đến những thiệt hại lâu dài gây ra cho hệ sinh thái khu vực và sức khỏe người dân. Theo truyền thông Sebea, thiệt hại kinh tế ước tính trên 120 tỷ USD. Các vụ không kích bằng bom bẩn là hành vi bẩn thỉu nhất của NATO trong cuộc chiến đó. Các máy bay tấn công A10 Thunderbolt của Mỹ đã thả bom đạn chứa uranium 238 và uranium 236. Vũ khí phóng xạ đã được NATO sử dụng ô ạt tổng cộng 15 tấn, ước tính đã thả hơn 31.000 quả bom chứa uranium nghèo làm hơn 2.000 người thiệt mạng, hơn 200.000 người Serbia phải rời bỏ quê hương. Tháng 6 năm 2010, Cơ quan Giám sát Nhân quyền Quốc tế khẳng định, dấu hiệu rõ ràng cho thấy NATO luôn luôn không đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý thể hiện ở việc lựa chọn mục tiêu, phương tiện và phương pháp tấn công. Dù NATO có bất cứ ý định nào thì họ cũng đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật chiến tranh, hàng đầu trong những vụ giết hại dân thường.